gần như là toàn bộ cái khuôn viên bên ngoài của sân vườn, bao gồm cả những góc như những góc cây lồng vườn này. Bên đây thì có suối này, các viên đá cuội mình được kết tạo thành những cái bức dạng như thế này. Bình thường các bạn chỉ thấy những cái tượng đá là những bức tạo luôn, nhưng đây là tạo những cái viên đá to luôn. Vòi tưới rất là to. Bước qua suối là thấy. Đây là phần hụt cá, cái hồ này cũng đã đứt khoảng gần 50 khối. Cá vô cùng thân thiện luôn các bạn ạ. Tại vì khi mà mình thường xuyên chơi với cá thì cá chân rất dạ dặn người này. Nó rất thích bình. Xung quanh thì các bạn có thể trang trí bằng những cây thế như là cây me, cây tùng, thông.